Các em thân mến, thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục ở cái bộ môn mỹ thuật năm lớp 6. Thì ở cái tiết này chúng ta sẽ trở thành tiết thực hành của cái bài đầu tiên, đó là bài vẽ tranh theo âm nhạc. Thì ở cái tiết này vẫn là tiết thực hành nha các em. Này là nó sẽ tiếp tục của cái tiết đầu tiên. Các em học là về cái chủ đề biểu cảm của màu sắc. Đây là tiết thực hành tranh vẽ theo giai điệu âm nhạc. Chúng ta sẽ có những cái hoạt động là trải nghiệm vẽ tranh theo nhạc và hướng dẫn các em cách tạo bức tranh từ mảng màu yêu thích. Thầy có một cái clip thầy thực hành, thì các em thấy là khi mà chúng ta cái tạo bức tranh từ mảng màu yêu thích thì nó sẽ như thế nào nhé. Các em chú ý theo dõi. Em thân mến, thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em thực hành bài vẽ tranh theo giai điệu âm nhạc. Thì để thực hiện bài vẽ này, chúng ta có giấy A3 hoặc là giấy A4, chúng ta có màu sắc dầu cũng được rồi. Rồi bây giờ thầy bắt đầu tiến hành. Chúng ta sẽ mở một bản nhạc nào bất kỳ để chúng ta phục vụ giai đoạn vẽ của chúng ta nhé. Chúng ta vẽ đều tay, nhẹ nhàng. Khi là vẽ thì chúng ta sử dụng màu gần tông trên tông. Để nó kết hợp hài hòa với nhau. Sau khi chúng ta cảm thấy bức tranh của chúng ta là đã full được màu thì chúng ta sẽ dùng những cái màu đậm hơn để chúng ta bắt đầu chúng ta vẽ thêm chi tiết.
chúng ta có thể thêm những cái chấm, những cái nét mảng làm cho bức tranh của ta. Chúng ta thêm những cái nét ha, làm cho mảng chấm để làm cho chúng ta bức tranh chúng ta nó sinh động hơn. Đó. Và sau đó thì chúng ta có thể xem và chúng ta sẽ cân nhắc và chúng ta sẽ nhấn thêm những cái độ đậm, những cái khoảng đậm, những cái độ bóng khối nào để cho nó nổi bức tranh chúng ta lên tiếp. Và sau khi chúng ta cảm thấy ưng ý rồi thì chúng ta qua thêm một cái giai đoạn nữa các em, đó là chúng ta sẽ bồi giấy và chúng ta sẽ sử dụng những cái đoạn giấy ha. Đây, thầy có để sẵn những cái đoạn giấy thầy đã cắt sẵn và để chúng ta là bồi góc, và khi bồi góc lên thì chúng ta thấy sẽ bức tranh sẽ đẹp đó. Chúng ta sẽ dán lên ha các bạn, dùng hồ keo chúng ta sẽ dán lên và chúng ta sẽ thấy được cái bức tranh. Sau khi các em làm xong thì các em sẽ nộp lại cho thầy ha, và thầy chúc các em làm bài thật tốt. Thầy cảm ơn các em. Phần hướng dẫn các em về nhà thì chúng ta sẽ hoàn thành sản phẩm tranh vẽ theo giai điệu âm nhạc, nhớ chụp hình và gửi qua Zalo group nhóm theo lớp để thầy chấm bài. Chúng ta xem lại lý thuyết bài tranh tĩnh bậc màu đã học ở tiết 2 nhé. Và chúng ta chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, vở bài tập và đồ dùng học tập, bút chì, tẩy, màu vẽ, để chúng ta chuẩn bị cho tiết học sau, đó là thực hành vẽ bài tranh tĩnh vật màu. Cảm ơn các em đã theo dõi phần thực hành của bài học ngày hôm nay. Chúc các em làm bài thành công. Thầy mến chào các em.